Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin dự báo thời tiết. Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An thì trên địa bàn toàn tỉnh được dự báo là mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời nắng có lúc gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ và nền nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, gió tây nam cấp 1 cấp 2. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Tại trạm cầu nổi trên sông Vàm Cỏ, độ mặn đo được là 15,5 gram trên lít. Trên sông Vàm Cỏ Đông, độ mặn đo được tại trạm Bến Lức và trạm Xuân Khánh lần lượt là 3,5 gram và 0,9 gram trên lít. Còn tại trạm Tân An và trạm Tuyên Nhơn trên sông Vàm Cỏ Tây, độ mặn đo được là 4,5 gram trên lít và 0,4 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 84 km ở sông Vàm Cỏ Tây, khu vực phường 5, phường 6, thành phố Tân An và hơn 66 km ở sông Vàm Cỏ Đông, địa phận thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 98 km ở sông Vàm Cỏ Tây, khu vực xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa và hơn 95 km ở sông Vàm Cỏ Đông, tại xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Thưa quý vị, với tình hình xâm nhập mặn như trên, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo ở khu vực lân cận trạm cầu nổi trên sông Vàm Cỏ, thành phố Tân An và huyện Bến Lức không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp. Còn trên sông Vàm Cỏ Tây, từ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa trở lên có khả năng lấy nước vào lúc triều thấp. Trên sông Vàm Cỏ Đông, khu vực xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa và xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ trở lên có thể lấy nước vào lúc triều thấp. Tiếp tục với thời tiết Nam Bộ, thưa quý vị, trong 24 giờ tới thì khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi áp cao lục địa hoạt động yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ suy yếu và rút ra phía đông. Cả khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây và có gió tây nam cấp 2 cấp 3. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại miền Đông Nam Bộ được dự báo là ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất ở đây là từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Đến với khu vực Tây Nam Bộ, khu vực này cũng được dự báo ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất ở đây là từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Cuối bản tin sẽ là thông tin nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.